bị ngốc à? Tại sao lại để cho đám người đó nói mình như thế? Thế bây giờ anh muốn tôi phải làm gì? Bây giờ tôi phải cãi lại thì người ta lại bảo tôi là biện hộ. Thật sự là bây giờ cho dù có để bằng chứng trước mặt của bọn họ thì chắc chắn bọn họ cũng không bao giờ tin. Nhưng dù sao ấy thì em cũng phải chứng minh là mình bị oan chứ. Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em và tất cả mọi chuyện. Nhưng mà rốt cuộc ngày hôm đó anh có nhớ ra được chuyện gì không? Thật sự khi mà tôi tỉnh dậy, tôi thấy anh nằm ở bên cạnh, đầu óc của tôi rất là trống rỗng mà tôi không thể nào mà nhớ được chuyện gì cả. Anh thực sự là hôm đấy anh cũng không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Anh chỉ nhớ rằng là tối hôm đấy bọn mình đã uống rất say và ngày hôm sau ấy đã xảy ra mọi chuyện như thế này rồi. Nhưng mà tôi chắc chắn một điều với anh là trong đêm hôm đấy tôi và anh không làm cái điều gì vượt qua giới hạn của nó cả. Chắc chắn một điều là có ai đó muốn hãm hại tôi và anh để hạ thấp danh dự nhân phẩm của chúng ta thôi. Anh mặc kệ người khác nói như nào thì nói, nhưng mà dù sao ấy anh vẫn chưa thể tìm được chứng cứ để minh oan cho em. Nhưng mà anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Anh làm gì vậy? Cho dù hôm đấy mọi chuyện xảy ra là vô ý hay là có người cố tình hãm hại chúng ta, nhưng anh cảm giác được rằng chuyện này xảy ra ấy là để giúp anh ấy ở bên cạnh em hơn ấy. Lan Anh à, anh đã suy nghĩ rất nhiều làm cách nào ấy để anh có thể làm quen được với em. Thú thật là buổi sáng hôm đấy anh thức dậy ấy, anh thấy người nằm bên cạnh anh là em ấy, anh rất là vui. Anh đang nói cái gì vậy? Lan Anh, anh thực sự đã thích em từ rất lâu rồi. Thích em từ cái nhìn đầu tiên cơ. Vậy cho nên em cho anh một cơ hội nhé. Cái chuyện này đến với tôi đột ngột quá. Thật sự là tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Không sao đâu, anh có thể đợi em mà. Em có lâu không? Anh cũng vừa mới đến thôi. Bọn mình đi chơi nhá. Đi đâu bây giờ? Cứ đi rồi sẽ biết. Nước của em đây. Anh đã bảo bạn nhân viên cho ít đá rồi đấy, vì anh sợ bị em bị đau họng. Em bảo này, anh nhìn đi. Có mấy tấm hình này rất là xinh. Anh nhìn xem. Ừ, được đấy. Có gì em bắn qua AirDrop cho anh nhé. Để tối nay có gì anh đăng Facebook. Sao thế? Anh không được phép đăng ảnh của em à? À, anh nhớ rồi. Em và giám đốc Nam ấy là đang hẹn hò với nhau đúng không? Không phải đâu ạ. Giữa em và giám đốc Nam không hề có bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào cả. Thôi, cả công ty người ta đều biết rồi. Em không cần phải giấu anh làm gì. Dù sao thì chuyện này cũng tốt mà. Anh cũng sẽ cạnh tranh với giám đốc Nam. Cho nên... Em nói thật là giữa em và giám đốc Nam không hề có bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào cả. Em nói vậy là sao? Em và giám đốc Nam không hề có quan hệ yêu đương á? Dạ vâng. Giữa em và giám đốc Nam chỉ là yêu đương giả vờ thôi. Do một vài lý do đặc biệt cho nên hiện tại vẫn chưa thể nào mà công khai được. Em nói vậy có nghĩa là em lén đi chơi với anh, anh ta cũng không hề ghen. Dạ vâng, cho nên việc chúng ta yêu đương và đi chơi với nhau thế này là hoàn toàn đúng đắn, không có gì là sai trái cả. Đợi khi nào mọi việc êm xuôi, em sẽ thông báo với toàn thể công ty. Không. Dạ. Không được. Sao thế ạ? Lẽ ra anh ta phải yêu em, anh ta phải ghen tị mới đúng chứ. Anh nói như vậy là có ý gì? Sao phải làm như thế? Anh nói cho em biết này. Thực ra ấy, mục đích của anh ấy đi chơi với em ấy là chỉ để làm cho anh ta ghen tị thôi. Chứ thực ra ngay từ ban đầu ấy, anh không hề có tình cảm gì với em. Anh đang nói cái gì vậy hả anh Huy? Thế là từ trước đến giờ anh không hề có tình cảm với em, mà anh chỉ đang giả vờ yêu để anh muốn chọc tức giám đốc thôi à? Đúng vậy. Bạn gái cũ của anh ấy đã từ bỏ anh để đi theo tên giám đốc đó. Cho nên ấy, anh đã tự thề với bản thân mình rằng anh sẽ phải cưa cẩm cô gái của tên giám đốc đó để trả thù. Có biết là tại sao bạn gái của anh lại bỏ anh không?
Đó là vì anh hèn hạ, anh tệ bạc, anh bỉ ổi lắm. Suốt cuộc đời này anh sẽ không bao giờ hơn giám đốc được đâu. Cái đồ bẩn thỉu ạ. Anh cho gọi tôi ạ. Này, sao chủ nhật mà tôi gọi mãi cô không được? Tôi biết là ngày đấy là ngày nghỉ của cô, thế nhưng mà cô cũng không thể nào không nghe điện thoại của tôi được. Cô có biết như thế là... Lan Anh, có chuyện gì à? Này, tôi biết là cô còn lo lắng cái chuyện sự cố hôm trước. Thế nhưng mà cô yên tâm đi, tôi đã tìm được chứng cứ chứng minh sự trong sạch cho cô rồi. Cảm ơn giám đốc. Ô, sao tôi trông cô có vẻ hờ hững với cả thông tin này thế? Còn chuyện gì quan trọng hơn cái chuyện cô được minh oan à? Đúng là không có chuyện gì quan trọng hơn cái chuyện mà tôi được minh oan. Cảm ơn giám đốc đã giúp tôi chuyện này. Có chuyện gì thì phải nói ra, mở cái miệng ra. Cô đừng có bắt tôi cứ đoán già đoán non, mệt lắm. Chỉ là vài chuyện cá nhân của tôi thôi, anh đừng bận tâm. Đúng là con gái, lúc nào cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng mà không biết rằng đó mới là lúc họ yếu đuối nhất. Nào bây giờ có chuyện gì ấm ức, khó chịu, cứ nói ra đi. Tôi sẽ nể tình cô là cún con của tôi, tôi sẽ giúp cô giải quyết. Đó chỉ là chuyện cá nhân của tôi thôi, tôi nghĩ là tự mình có thể giải quyết được. Cảm ơn giám đốc đã quan tâm tôi như vậy. Nếu như không còn việc gì nữa thì tôi... Ai nói với cô là ngày hôm nay tôi không cần cô làm việc gì? Thôi. Đấy, cô uống đủ chưa? Cô cứ uống nhiều quá ấy, lát nữa tôi không có sức đưa cô về đâu. Này, ai bảo với anh là tôi cần anh đưa về? Từ trước đến giờ Lan Anh này nhá, không cần nhờ đến bất kỳ ai mà vẫn có thể làm được tất cả mọi việc, anh hiểu không? Mà này, cho tôi hỏi giám đốc một câu nhá. Thôi được rồi, cô hỏi đi. Nhưng mà miễn là tế nhị rồi có thể trả lời được thì tôi mới trả lời. Thế từ trước đến giờ giám đốc yêu ai chưa? Từ trước đến giờ ấy, tôi chưa bao giờ yêu ai cả. Chỉ có con gái người ta theo đuổi tôi thôi. Đúng là ngố tàu, chẳng biết cái quái gì như là đuổi. Này, cô đừng tưởng là cô đang say nên muốn nói gì thì nói nhá. Đúng đây, tôi đang mượn rượu để nói hết tất cả tâm tư nỗi lòng của mình đấy. Cái bản mặt này này, đây là cái bản mặt mà tôi ghét nhất này. Thế mà lúc nào cũng bắt tôi phải làm việc này việc nọ, lại còn bảo tôi là đồ chó nữa. Tôi nói cho anh biết nhá, từ trước đến giờ chưa một ai dám nói tôi như thế đâu. Nhưng mà cũng phải cảm ơn anh, cũng may là nhờ có anh thanh minh giúp tôi trước mặt mọi người. Anh bảo là giữa tôi và cái tên đó không hề có mối quan hệ gì cả, cho nên mọi người mới không hiểu lầm tôi. Tên đó là ai? Cái tên khốn nạn lợi dụng tình cảm của tôi để chọc tức anh ấy. Anh không nhớ à? Tôi cũng chỉ là một đứa con gái tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu thôi mà, tại sao lại có thể đối xử với tôi như thế? Chẳng lẽ bây giờ tôi không có nổi một tình yêu chân thành? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Này, thôi, nào, để tôi đưa cô về. Về. Đi về, cô phải về. Không về. Nào, cầm lấy. Nó cũng về rồi. Cầm lấy đi ngay. Dậy. Không đi về. Dậy. Không. Anh làm gì? Đây là số tiền tôi đã hứa. Không cần phải đếm đâu, không thiếu một xu nào cả. Nhưng mà hình như tôi thấy cái chỗ này nó hơi ít so với những việc mà tôi đã làm. Đừng có mà được voi đòi tiền. Nếu như mà anh tiếp tục lằng nhằng ấy thì một xu cũng không có đâu. Tốt thôi. Vậy thì để tôi nói với giám đốc rằng là cái buổi tối liên hoan hôm đấy tất cả là do cô bày trò. Bây giờ ấy,
Tôi chỉ cần nói với giám đốc là cô chính là chủ mưu. Được thôi, anh cứ đi nói với giám đốc đi. Anh tưởng là tôi sẽ dễ chết một mình như thế à? Không đâu, anh đừng có quên là anh cũng nhúng tay vào việc này đấy. Thôi nào, dù sao ấy thì chúng ta cũng là ngồi cùng thuyền, việc gì mà phải làm khó nhau như thế. Cô bây giờ chỉ cần cho tôi thêm một chút tiền nữa thôi là xong mà. Thêm việc thì thêm tiền, trên đời này không có cái gì là miễn phí cả. Này, tôi nói cho cô biết nhé, tôi đã phải làm cái trò quái quỷ của cô để đến bây giờ ấy giám đốc không còn tín nhiệm tôi nữa, cho nên ấy cô phải bồi thường thêm đây. Ngoan ngoãn làm giúp tôi một việc cuối cùng, tôi trả gấp đôi. Có thật không? Tất nhiên. Nói đi cưng. Alo, tôi đã chuẩn bị tài liệu cho anh xong rồi, tôi để trên mặt bàn nhé. Dạ vâng. Đây là tài liệu mà chúng ta sẽ trao đổi, mời anh xem qua. Cái gì đây? Sao trắng trơn thế này? Tôi thiện chí hợp tác với công ty anh, mà anh làm tôi thất vọng của anh Nam ạ. Tôi thật sự là không biết tại sao lại như thế này. Tôi không hy vọng sẽ hợp tác với một công ty cẩu thả như anh. Chào anh, tôi về. Okay. Cậu Nam, cậu có biết ấy, đấy là khách hàng rất là tiềm năng hay không à? Sao cậu có thể làm việc vô trách nhiệm như thế à? Sau khi nghe khách hàng phản ánh lại ấy, cậu có biết được tôi cảm nhục nhã như thế nào không? Sao cậu có thể làm việc cẩu thả như thế? Dạ, em biết lỗi của mình rồi. Em xin lỗi ạ. Trách nhiệm này em xin nhận. Tôi không thể hiểu nổi, trước nay cậu làm việc luôn cẩn trọng, tại sao lần này cậu lại để xảy ra lỗi sơ đẳng như vậy à? Chủ tịch, thưa anh, thật sự là tôi mới chính là người đưa tài liệu cho giám đốc Nam ạ. Ra là cô có phân biệt được ấy, đâu là tài liệu, đâu là giấy lộn không ạ? Mà không phải, cô làm việc bao nhiêu lâu ở đây rồi, đến trẻ con nó còn phân biệt được mà cô lại làm ăn như thế à? Tôi xin cam đoan với chủ tịch là tôi đã tìm và đưa đúng tài liệu cho giám đốc Nam, nhưng mà tôi vẫn không hiểu là tại sao mọi việc lại trở thành thế này ạ. Sao? Ý cô là có người trong công ty ấy cố tình hãm hại cô. Cô thử nêu ra cho tôi ấy xem ai là người dám làm việc đấy và làm với mục đích gì xem nào. Dạ chủ tịch, lỗi của cô ấy chỉ là một phần thôi, còn một phần là lỗi do tôi ạ. Tôi đã không kiểm tra kỹ tất cả tài liệu nhận từ cô ấy ạ. Dạ, tôi xin nhận trách nhiệm hết về mình ạ. Không phải đâu ạ, lỗi này hoàn toàn thuộc về tôi ạ. Tôi đã đưa tài liệu sát giờ gặp đối tác, cho nên giám đốc không có thời gian chuẩn bị và sửa lỗi ạ. Thôi được rồi, hai người quay trở lại tiếp tục làm việc đi. Còn cái việc kỷ luật ấy, như thế nào thì tôi sẽ gửi công văn xuống sau. Giám đốc, tôi biết là ngày hôm nay giám đốc cố tình bao che cho tôi, nhưng mà tôi xin anh, từ giờ về sau anh đừng có làm như vậy nữa. Việc tôi làm sai, tôi phải chịu trách nhiệm chứ. Cô chịu trách nhiệm? Thế cô có biết cái việc này nó nghiêm trọng thế nào không? Có thể cô sẽ bị đuổi việc đấy. Kể cả như vậy thì cũng là do tôi chịu trách nhiệm. Tôi không thể để cho một người vô tội chịu trách nhiệm thay tôi được. Này, tôi chưa từng gặp người nào có lòng tự trọng cao như cô đấy. Nhưng cô có biết rằng trong thời buổi này, nếu bị đuổi việc ấy, thì sẽ rất khó tìm được công việc khác. Dĩ nhiên là tôi biết rồi, nhưng mà tôi vẫn không thể nào mà cứ hèn nhát mãi như vậy được. Chẳng phải cô cũng bị kỷ luật hay sao? Thôi, đừng nói nhiều nữa.
giao đến chuyện ngày hôm nay, tôi cũng cần phải cảm ơn anh. Lát nữa tôi sẽ mua cho anh một cốc cà phê mà anh yêu thích. Cứ thế đi. Mà cái chuyện bị kỷ luật ấy, cô cứ giữ im lặng nhá. Phải giữ im lặng cho đến khi chủ tịch gửi công văn. Nhớ đừng cho ai biết đấy. Mời vào. Dạ, em chào giám đốc. Có một số tài liệu cần anh phê duyệt, anh ký giúp em với ạ. Được. Dạ, em cảm ơn. Sao? Còn chuyện gì nữa? Em nghe nói là hôm qua anh ký kết hợp đồng với đối tác không thành công. Lý do là vì cô Lan Anh đúng không ạ? Đúng là hôm qua buổi ký kết đã không thành công vì một số trục trặc. Tiếc thật đấy. Em nghe nói là khách hàng đó rất là tiềm năng, lại còn là người nhà của sếp nữa. Không sao đâu. Đúng là lúc đầu thì không ký kết được, nhưng sau đó cô Lan Anh đã tới công ty của đối tác để đàm phán, thì họ cũng đã đồng ý ký kết rồi. Bây giờ mọi việc đã ổn thỏa. Là sao ạ? Tức là cô Lan Anh đã giải quyết được rồi ấy ạ? Em tưởng là khách hàng bên đó rất khó tính mà. Đúng là đối tác rất là khó tính, nhưng mà cô Lan Anh cũng là một người có năng lực. Bây giờ thì mọi việc đã xong xuôi rồi, đối tác cũng đồng ý ký rồi, cô Lan Anh cũng đang trong quá trình soạn thảo hợp đồng rồi. Dạ vâng, như thế thì tốt rồi. Em xin phép đi làm việc đây ạ. Tại sao cô ta lại có thể dễ dàng thuyết phục đối tác bỏ qua chuyện này nhỉ? Được lắm, để xem cô còn đắc ý được bao lâu. Cô ta để pass là gì nhỉ? Mật khẩu là 1208, ngày sinh nhật của tôi. Cô chưa đi ăn cơm à? Cô quên mất một điều là trong suốt một tuần nay tôi ăn cơm tại công ty à? Cũng nhờ có thế mà tôi mới biết ra được bộ mặt thật của cô. Cô dám lẻn vào phòng làm việc của tôi, xong rồi mở trộm máy tính của tôi ăn cắp tài liệu mật à? Tôi không có. Tôi thấy máy của cô đang mở nên tôi tắt hộ thôi mà. Máy tính của tôi đang mở á. Nhưng mà tôi nhớ trước khi tôi rời khỏi phòng làm việc thì tôi đã cập máy tính vào rồi cơ mà. Chắc là máy tính này của tôi nó không tự mở đâu nhỉ? Tôi chả có ý đồ gì cả. Cô không có bằng chứng gì, cô đừng có bảo ngậm máu phun người như thế nhá. Tôi không ngậm máu phun người. Tôi đã nói chuyện này với đồng phạm của cô rồi. Hắn ta đã kể cho tôi biết hết sự thật, là cô đã bắt hắn ta lén lút vào phòng làm việc của tôi, xong rồi cắp tài liệu. Có đúng không ạ? Hắn ta vu khống cho tôi đấy. Cả công ty này ai chẳng biết là hắn ta tán tỉnh tôi. Tôi đã từ chối hắn rồi, nên là hắn ta mới ôm hận trả thù tôi đấy. Cô nói tóm lại là cô không có bằng chứng gì, đừng có mà vu khống cho tôi. Cô Linh, anh Nam, nếu tôi có bằng chứng thì sao? Tôi đã gặp tên bảo vệ của khách sạn, chỉ cần một vài lời đe dọa thôi thì hắn đã ngay lập tức giao nộp bằng chứng. Trong tay tôi là clip cô đã dìu Lan Anh vào khách sạn cùng với trưởng phòng Huy lúc cô ấy không tỉnh táo. Cô giải thích gì nữa không? Nếu cô vẫn cãi là cô không phải kẻ chủ mưu thì tôi sẽ giao nộp clip này cho cơ quan điều tra. Lúc ấy cô sẽ phạm tội sỉ nhục người khác đấy. Em cái gì? Anh Nam, chẳng phải em làm tất cả việc này vì em yêu anh hay sao? Anh cũng biết rồi đấy, em tán tỉnh anh bao nhiêu lâu nay, nhưng mà anh thì sao? Anh không hề đoái hoài gì đến em. Còn cô ta vừa mới vào công ty đã thành người yêu của anh rồi. Anh không thể bất công cho em hay sao? Tôi không bao giờ thích một người có trái tim quái vật như cô đâu. Tôi cho cô 2 ngày để đi đầu thú, nếu không chính tôi sẽ đưa cô lên công an đấy.